Hello, xin chào tất cả bác nha. Các bác đã xem rất nhiều video bên em đúng không ạ? Nhiều bác thì đăng ký kênh rất là lâu rồi. Thì nhiều bác thì đã mua cái con EX3000 Plus này. Ngày hôm nay em xin làm một cái video tiếp tục một cái video về cái con nâng tiếng này. Vì con này thì hiện tại bên em đang bán là giá 1.200.000 anh em nhé. 1.200.000 đồng. Bản này là bản 2020 được nâng cấp từ bản cũ. Bản cũ như anh em biết rồi, nó chỉ có 4 cái nút này thôi đúng không ạ? 4 cái nút này thôi và mặt nó là màu đen đó, đúng rồi anh em đó. Nhưng mà bản này thì nó nâng cấp thêm monobass đó, nâng cấp thêm cái phần cắt súp và nâng cấp thêm là 3 giải đèn này, nó rất là đẹp anh em nhé. 3 giải đèn này rất là đẹp. Anh em nào muốn xem nội thất thì anh em có thể truy cập website ở góc màn hình là thangcaoaudio.com thì anh em sẽ xem được, hoặc là xem ở cái dưới link phần comment ấy, em sẽ ghim cái link của cái con này, anh em sẽ xem được nội thất của nó. Và con EX3000 này, Plus này là bản 2020 anh em nhé. Con này giá là 1.200.000 đồng. Con này thì hiện tại bên em đang bán với giá rất là tốt đó. Thì với cái mặt sau của nó thì nó được nâng cấp rất là tốt anh em nhé. Nâng cấp rất là tốt luôn đó. Thì anh em có thể thấy là hai đầu vào và hai đầu ra. Anh em có thể thấy đây, một là AV, hai là Canon anh em nhé. Và đây là đầu súp này thì anh em có thể thấy là nó có Canon và một đầu là AV. Và AV này thì bình thường anh em chỉ cần lấy một rắc thôi là cũng được anh em nhé, không phải để hai rắc. Nói nhanh như vậy thôi, và quan trọng là test hàng anh em nhé. Con này thì như anh em biết rồi, nâng tiếng khá là chất rồi. Như em bán con EX3000 trước ấy, là một trong những người bán con nâng tiếng EX3000 đầu tiên tại Việt Nam. Và con này thì chất âm của nó cực kỳ vượt trội anh em nhé. Con này thì đầu tiên là nó có nhìn con nâng tiếng như này thôi, nhưng mà nó có chống hú luôn anh em nhé. Nếu mà anh em biết chỉnh, nó chống hú rất tốt. Và quan trọng nhất nữa là con này ấy, anh em sử dụng để nâng cấp bộ dàn. Ví dụ bộ dàn của mình yếu thì chúng ta nâng cấp thì nó rất là tuyệt vời. Đấy, bản này thì nó đẹp hơn bản cũ màu đen anh em nhé. Bản này thì màu trắng. Em sẽ cắm nguồn vào. Cắm nhạc vào anh em nhé. Anh em lưu ý nó có hai đầu in này nhé, hai đầu in và hai đầu out. Em cắm vào hai đầu in ở bên trên. Hai đầu in ở bên trên và đầu ra luôn. Cắm out là ra anh em nhé. Em cắm xuống cục đẩy luôn. Rất đơn giản. Nhạc thì em lấy từ máy tính vào luôn anh em nhé. Đó, đây là đèn đây. Em có thể thấy là nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Anh em có thể nhìn thấy. Đó, đúng không ạ? Và cho tí nhạc đi nhé. Không dùng nhá. Không dùng nó yếu hơn rất nhiều. Đây là không dùng nó yếu hơn rất là nhiều anh em nhé. Không dùng nó yếu. Ấn vào này. Rất lực anh em nhé. Rất lực đúng không ạ? Và em sẽ thêm cho anh em một cái dây nữa. Thêm một dây Canon để em đánh súp luôn. Dây này thì đánh súp này. Gạt brit. Rồi ok. Anh em có thể thấy con này thì thêm chức năng đánh súp rất là hay anh em nhá. Anh em có thể thấy chưa? Các anh em có thể cắt giải tần. Anh em muốn súp bay xa thì anh em cho trên 85 thì nó sẽ bay xa anh em, tiếng súp sẽ bay xa. Còn tầm 85 đổ xuống. 85 đổ xuống thì tiếng súp sẽ trầm hơn anh em nhá. Còn nó trên 85 thì tiếng súp nó sẽ bay xa hơn anh em nhá. Đấy, tiếng súp ở cái giải 85 này đổ xuống thì nó sẽ trầm hơn, nó sẽ sâu hơn anh em nhé. Còn đâu anh em mà muốn tiếng súp bay xa thì anh em tăng lên. Đó, muốn tiếng súp bay xa thì anh em để giữa tầm 85 và 130. Đó, đây là tiếng súp nó sẽ bay xa hơn, nó sẽ đi xa hơn anh em nhé. Đó, anh em có thể thấy. Đó, tăng lên. Đó, thì nó sẽ lẫn thêm lời vào, nhưng mà nó sẽ bay xa hơn anh em nhé. Bình thường anh em thích âm trầm thì anh em tầm để 85 đổ xuống. Đấy, thích âm trầm đúng không ạ? Anh em có thể thấy. Và thêm nâng bass được rồi. Ok, đây là không dùng nha. All right.
lực hơn rất là nhiều. Đó, lực hơn rất là nhiều. Dùng con này thì anh em có thể nâng bass, nâng treble, nâng cả tiếng ca của mình nếu anh em lắp dưới vang anh em nhé. Giá thì rất là bình dân, 1,2 triệu thôi. Đó, 1,2 triệu thì anh em dùng con này thì anh em có thể cắt súp được. Nhiều con vang nó cắt súp không hay ấy, thì anh em dùng con này thì nó cắt súp hay hơn rất là nhiều. Đó. Như em nói rồi, cắt súp ấy, anh em giải những cái giải mà từ 8 năm đổ xuống là tiếng trầm nó nhiều, tiếng bass sâu rất là nhiều. Còn anh em muốn tiếng bass nó bay xa thì anh em tầm 85 đến 130 thì anh em để ở mức giữa thì nó sẽ bay xa cái tiếng bass của mình hơn. Đó, như vậy này là rất là dễ. Còn ở đây nó có thêm đảo pha 0 đến 180 độ thì anh em này tùy ý anh em đảo thế nào để cho tiếng súp của mình nó lực nhất với cái loa full. Đó, anh em nhá. Còn khi mà đã dùng con nâng tiếng này rồi thì anh em bỏ ra thì nghe anh em không nghe được đâu. Xác định là đã dùng là nghiện anh em nhá. Đó. Này thì để tiếng súp nó bay xa nhá, anh em để tầm giữa 130 và 85. Ok, giá chỉ 1,2 triệu thôi. Anh em nào nhu cầu mua hàng anh em liên hệ trực tiếp cho bên em, có hai số điện thoại bên dưới anh em nhé, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com, bên em giao hàng toàn quốc. Hẹn anh em ở clip lần sau. Video này thì cũng chỉ nói lại thôi, nhưng mà bình thường em sẽ ghép nhiều bộ dàn với con này hơn. Thì con này là một trong những cái con mà giá nó rẻ bình dân mà cái chất lượng âm thanh ra nó cực kỳ tuyệt vời. Tiếng ù xì nó giảm đi rõ rệt luôn anh em nhé, chất lượng linh kiện rất tốt. Đó. Thì ok, chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau. Anh em xem video, nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em anh em nhé. Rồi, chào tất cả các bác.